Chào mừng các bạn đã quay trở lại với STK TV. Thể theo lời yêu cầu của một số bạn đã inbox cho chú Hề ST là hướng dẫn tạo hình cái rìu, búa rìu và quả bóng bằng bong bóng. Thì video này chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một cây rìu. Video sau chú Hề sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình quả bóng. Các bạn cùng đăng ký, theo dõi và để nhận được video sớm nhất các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị tạo hình được cái rìu. Chúng ta phải có hai quả bóng màu đen, một quả bóng màu trắng và một quả bóng màu cam, 4 quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ thổi hai quả bóng màu đen này lên trước nhé. Hai quả bóng màu đen chúng ta thổi chưa khoảng gần nửa quả bóng, gần nửa quả các bạn nhé. Quả bóng thứ nhất, quả bóng. Bóng thứ hai, gần nửa quả bóng. Với quả bóng màu đen thứ nhất, chúng ta tạo hai cái khóa ở đây. Hai khóa này khoảng tầm hai ngón tay. Đây chúng ta vặn khóa vào đây. Rồi chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Quả thứ hai chúng ta cũng làm tương tự như thế này các bạn nhé. Hai cái khóa. Một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Bước tiếp theo, chúng ta tạo một khoảng 4 ngón tay đây. Và đoạn này ta nối vào đây. Ta cũng làm 4 ngón tay để nối qua bên này. Ok các bạn nha. Tiếp theo chúng ta tạo một quả nho khoảng tầm 1.5 ngón ở đây. Tiếp tục ta đo khoảng tầm 6 ngón tay, 7 ngón tay. Ở đây ta cũng tạo một quả nho khoảng 1 ngón tay như thế này. Bên này.
trời rất nóng, mồ hôi ra rất nhiều nên bóng hơi kêu, các bạn thông cảm nhé. Tiếp theo, tương tự ta cũng tạo một cái nhỏ khoảng đầu ngón tay. Bên đây, ta tạo một khoảng dài khoảng tầm 8 ngón tay. Như thế này. Đấy. Ta cũng tạo một khoảng nhỏ khoảng một ngón tay. Bên này, 8 ngón tay tầm này. Ta cũng lột qua. Được chưa bạn? Ở đây, ta sẽ làm hai cái khóa nhỏ. Thành cái rìu bong bóng,
Khang, khang. Quẩy đống cây các bạn nha. Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Video tạo hình quả bóng. Xin chào và hẹn gặp lại.